Nhóm Phụ Nữ Miền Tây xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay thì Út Nhàn và chị An sẽ đến thăm gia đình của chị Bích. Thì lâu rồi không có đến thăm gia đình của chị Bích, không biết hôm nay cuộc sống của chị và gia đình của chị như thế nào. Thì bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn vào thăm gia đình của chị Bích nha. Mình tạo bất ngờ chị đi chị. Này là không có hẹn trước luôn á. Dạ. Không biết là chị có nhà không. Chị Bích ơi. Ôi bé đang ngủ. Ôi, dạ. May quá hôm nay có chị Bích ở nhà. Em chào chị. Mọi nhà em đi ngang là chào chị Bích nha. Mọi nhà em đi ngang là không thấy chị nhà đóng cửa. Dạ đúng rồi. Bé đang ngủ hả chị? Dạ bé đang ngủ. Tại bữa nay đi bán rồi. Mấy hôm gài bán rồi ấy quá cho nên rồi không có bán cũng nghỉ. Mình qua đây đi chị em mình nói chuyện chút nha chị Bích. Dạ dạ. Để cho bé nằm đi. Dạ. Nay đến nhà thì bé rất là lớn rồi cô chú anh chị các bạn. Đó, đang ngủ nha. Đẹp lắm luôn á, lông mi dài thòn luôn. Nhà mấy chị em mình em đi. Em cũng mới à. Mới ăn tóc cho nó hồi sáng. Mình qua đi chị. Chào mình qua bên này đi. Qua bên đây đi chị, qua bên này cho bé nó ngủ. Dạ được, dạ được. Để em đưa cho. Ẩm nó ngồi gì. Thôi chơi nó ngủ đi chị. Chị ngồi đó đi, em đưa cho. Dạ dạ. Chị Bích qua đi, chị Bích qua đi. Chị Bích qua đi. Dạ. Rồi mình ngồi đây nè, mình ngồi đây đi. Dạ. Ngồi quay ra cho nó gọn. Ngồi quay trước chị. Dạ. Cho bé ngủ. Chúng ta đang làm sao là được. Dạ, nó hết rồi nè. Chị nói chuyện cho em gái em đi. Dạ. Là bữa nay mình có đi bán không chị? Ừ, bữa nay có bán nhưng mà được có mấy chục chứ. Dạ. 5-6 chục. Tranh thủ bán buổi sáng ha. Dạ. Rồi sớm về rồi xin xách nước, rồi giặt đồ, rồi phơi đồ, rồi sớm giờ đói quá chưa ăn gì được chứ. Dạ, chưa ăn sáng luôn. Dạ chưa. Giờ tới trưa luôn rồi. Dạ. Vậy là hiện tại công việc chính của mình là cũng chỉ đi bán vé số hàng ngày. Dạ. Dạ. Ôi, chị có đi bán không chị Bích? Có. Ngày nay không bán được nhiều tờ rồi. Sáng bán được 50, 60 vé nhưng mà tại vì mình đi sớm á. Rồi về sớm rồi mà xách nước, giặt đồ. Rồi. Chồng bé gọi làm con dạ đúng rồi. Hồi sáng nay chị bán có đi shop không? Em thấy dạ. Nhà mở cửa. Hồi sáng đi shop. Dạ. Dạ. Nói ra thì bán này cũng nhờ mấy có mối mà quen quen rồi mua mỗi ngày á. Thì cũng thấy bé cũng tội nghiệp rồi người ta mua nhiều. Dạ. Cô chú ủng hộ hàng ngày chị ha. Dạ. Còn mấy bữa nay thì bữa trước cũng 70 giá vậy đó. Dạ. Bữa đó ngày đó xong mình bán về mọi cái mua chứ. Dạ. Cũng 7 vé. Dạ. Dạ. Thấy ghét quá. Bé có này uống sữa được nhiều không chị? Dạ, bữa hổm em đi á, ở đây thì cũng bọn ác không mà. Em đi cái em để em đóng cửa trước, em quên cửa sau. Nó lên nó lấy nhỏ hết 3 hộp sữa. Trời ơi. Em về em buồn quá, không biết làm gì, nói hỏi ai cũng không biết được. Mắc cái lò xô luôn, rồi mắc sữa luôn. Dạ. Mà không mắc cái gì trong nhà chứ mắc có 3 hộp sữa. 3 hộp sữa của bé hả chị? Dạ. Thì trong nhà này có mấy người ở đây mà hỏi ông ai biết. Tới ông anh buộc hỏi ông cũng chửi. Dạ. Ông là gia đình của mày hỏi tao làm gì. Dạ. Em cũng luôn luôn không việc, không quan tâm tới á. Em cũng không biết. Dạ. Về mà đem đi cái em linh quỳnh. Tại bữa nó lạnh tới 120 nhé. Dạ. Mình đi trễ 7 giờ mấy. Trong cửa này bỏ cửa sang. Tết nay chị tranh thủ bán nhiều để kiếm thêm tiền để mua sữa. Dạ thì cũng tranh thủ bán nhưng mà cái này cũng thấy bạn cũng hơi khó khăn lắm. Dạ. Bé nó lớn rồi cái nó khóc la nó đòi ăn. Dạ. Rồi nó cử nữa rồi mình muốn bán nó cũng hơi dạ. Chắc chở đi. Không ở đây lại đây là em cũng rất là vui rồi bé. Dạ. Chuyển đồ da dẻ canh bóng rồi em dạ. Mừng rồi. Dạ. Sữa hôm trước mình uống hết cho chị ha. Dạ thì cũng hết nhưng mà tại vì lại mặc 3 hộp. Dạ. Là mình cũng còn nhưng mà tại vì mắc 3 hộp sữa. Dạ. Rồi hiện tại giờ mình còn mấy hộp ở nhà. Dạ thì mắc 3 hộp đó là bé cũng hết sữa rồi cho nên em mới đi mua sữa bịch cho nó mọi ngày với tả bịch 3 mấy ngàn. Vậy là tả sữa là đều hết rồi. Dạ. Dạ. Hổm ngày nó bé nó bệnh hoài chị ơi, em cũng không có tiền thì em cầm đó cái chiếc xe đạp này nè. 500 ngàn nó cũng mới hết bệnh hồi sáng, hồi đêm hôm. Bị bệnh gì hả chị? Dạ nó bị mọc răng rồi nhưng mà sốt hả? Dạ sốt nó bệnh hả? Hoài á. Chị Bích đi bán á, cái bọng đi dạ, bệnh nắng, ngoài ngoài nắng sốt có nhiều á. Dạ dạ còn nhỏ quá thì kháng thể chưa có nhiều chứ bạn
em cũng nghe nói là la mình á, là tại bé còn nhỏ quá, sợ lại đông người rồi nghe nó cái bệnh này nè, cái bệnh COVID-19 đó. Rồi cũng la, nhưng mà hoàn cảnh nó hơi khó khăn, mình cũng phải trang trải về cuộc sống, giờ phải bươn vào nó kiếm sống qua ngày. Tết nay không biết là gia đình mình có chuẩn bị gì chưa hai chị Bích ha? Dạ cũng chưa có gì hết. Dạ cũng chống động gì đó, có nhiều rồi đó. Hôm nay Út Nhàn có một món quà dành cho gia đình Phương Bích nha. Dạ. Thì em với chị An đến đây gửi cho chị cái lì xì của Mạnh Thường Quân là chị Trần Ngọc Diệp. Dạ chị mở ra xem đi, là hết buồn liền. Thì em cũng cảm ơn nha. Dạ. Là số tiền là 900.000 đồng. Dạ. Dạ chị có đôi lời nói với Mạnh Thường Quân là chị Trần Ngọc Diệp nha. Chị Trần Ngọc Diệp cho em gửi lời rất cảm ơn và chúc ăn Tết và vui vẻ. Và cũng rất là cảm ơn nhiều lắm, giúp cho đỡ cho em được bằng số tiền này. Em cũng rất là mang ơn. Dạ, thì em cũng xin đại diện cho chị Bích cảm ơn Mạnh Thường Quân là chị Trần Ngọc Diệp đã giúp đỡ cho gia đình chị. Chúc chị năm mới vui vẻ. Công việc luôn thành công và vạn sự như ý. Cảm ơn chị. Chào chị, chào các bạn. Chào các bạn.